Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu linh kiện các dịch vụ đang được triển khai tại di động có cấp.vn. Nay di động có cấp.vn giới thiệu bạn dịch vụ thay mới pin của Oppo R5 mã R8106 tại di động có cấp.vn. Oppo R5 là một trong những mẫu điện thoại của Oppo sử dụng pin liền khối. Do đó khi quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến pin Oppo R5, quý hàng phải mang máy qua các địa chỉ của di động có cấp.vn thì mới có thể thay được pin. Do thiết kế liền khối như trên hình các bạn có thể thấy đó, nó sẽ mất hơi nhiều công đoạn để thay được pin của Oppo R5 mã 8106, chứ không đơn giản như là các mẫu điện thoại khác của là pin nó tách rời thì thay rất là dễ, nhưng còn pin của Oppo R5 thì nó gắn rời như này. Đó, sau đó thì mới lắp phần bên hông giữ, đó hơi lòng hoàng một chút.